Xin chào cả nhà, hôm nay chúng ta lại đến buổi giới thiệu sản phẩm đến từ website Lofon Việt Nam. Hiện tại các bạn nhìn thấy là phiên bản Nokia 6700 Gold. Thì cái này là phiên bản Nokia 6700 Classic các bạn nhé, chứ không phải là 6700 Slide. Slide thì nó lại trượt, còn cái dòng này đắt tiền hơn là 6700 Classic. Thì trước tiên thì mình sẽ giới thiệu qua một chút xíu về sản phẩm. Cái này thì bên mình đang bán với giá là hơn 2 triệu và có hộp phụ kiện đầy đủ cho các bạn. Đây là cái hộp máy của 6700, bên ngoài nó có in chữ Nokia các kiểu. Tất cả xung quanh cái hộp này đều có in chữ các bạn nhé. Đó, in chữ rất là chi tiết. Và cái máy này sẽ được cầm một quyển sách hướng dẫn bằng tiếng Anh. Thì bạn nào có sử dụng tiếng Anh thì mình sẽ cầm cuốn sách này để vào đọc. Và kèm theo đó là một cái pin 6Q. Pin 6Q này là pin zin linh kiện. Thế mình được đóng mọc tại đây, pin nào đắt tiền thì mình mới đóng dấu mọc thôi nha. Là được bảo hành cho các bạn là 1 năm. Pin mình là pin chuẩn, dung lượng của nó 970, chứ không phải như các bạn quảng cáo là 2000 hay 3000 thì nó xài rất là dở. Thì đó là pin pin ảo thôi, dung lượng ảo. Thì cái máy này thì mình sẽ giới thiệu qua về nó năm sản xuất và những cái ngày tháng của nó thì hiển thị trên máy luôn. Thì ở đây mình có sao thăng 0000, đây là một cái rất là dễ của Nokia, gần như là ai cũng biết. Và cái này là sẽ được hiển thị là Nokia 6700C. Thực tế thì cái này nó cũng chuẩn thôi, nhưng mà nó chưa chuẩn bằng cái cách mà bên những cái quán hoặc là những cái tiệm điện thoại người ta biết, thợ kỹ thuật người ta biết sao thăng 927-02689. Đó, các bạn thấy đây là cái cách check email là chuẩn nhất nha. Đây là email này, năm sản xuất là tháng 12 năm 2010. Sử dụng là 142 giờ, xin nói luôn cái này là máy cũ của Nokia chứ không phải là máy mới. Máy mới thì là hàng Trung Quốc các thứ thì mình không nói. Và các bạn nào có nói là hàng sách tay thì mình đính chính phải không phải. Tất cả mọi loại máy là máy cũ và thay bỏ lại mới. Chủ yếu là nguồn nhập của mình là ở đâu và có đáng tin cậy hay không. Và những cái máy này thì được câu dây đồng rất là nhiều. Nên bạn nào lưu ý là sóng rất là yếu là do cái hiện tượng của những câu dây đồng các kiểu. Thì bên mình khẳng định là cái máy này bên mình không có câu dây đồng riêng gì cả, nguyên zin thì mình mới bán. Còn nếu mà lỗi quá thôi mình bỏ luôn, đỡ mất công bảo hành và nghe khách chửi. Thì cái này thì cái camera của nó là 5 megapixel, nên là chụp mình chụp hình rất là đẹp. Mình sẽ thử luôn cái phần chụp hình cho các bạn thấy. Đây là cái phần chụp hình của nó, chụp hình của nó là 5 megapixel thì nó rất là tuyệt vời rồi, không có gì để bàn cãi cả, nó rất là nét đó. Đây là những hình ảnh của ngày xưa, camera ngày xưa thôi nhưng mà nó không thể nào mà chê được vào đâu. Thì ở đây mình sẽ thử một cái chút xíu về nghe cái loa ngoài loa trong của cái máy này. Đó, mình sẽ tăng âm lượng ở một nút hai bên, rất là dễ bấm. Đó, các bạn thấy nghe chất lượng âm thanh của loa rất là to. Đó, đây là cái loa ngoài của nó, phiên bản màu vàng rất là đẹp. Nó có phiên bản màu trắng nhưng bên mình không có vỏ màu trắng, chỉ có vỏ màu vàng thôi. Cái vỏ này là vỏ zin linh kiện, các bạn thấy thay thế thoải mái. Vỏ của nó tầm hơn 200.000 hoặc 300.000 thôi. Ở đây thì mình sẽ giới thiệu qua về cái màn hình của nó, màn hình zin. Màn hình zin thì mình phân biệt như thế nào, hoặc là hàng chính hãng mình sẽ phân biệt như thế nào. Thì sao tháng 06 hoặc ra email mình sẽ check email là hàng chính hãng rồi. Và thứ hai, cái màn hình zin thì các bạn chỉ cần gõ hoặc hai cái là vào cái giữa cái tầm máy này thì nó sẽ hiển thị lên cái đồng hồ màn hình chờ. Ở đây thì mình sẽ gõ, các bạn thấy đây là cái màn hình chờ của nó. Và trong khi cách mình sử dụng ấy, thì mình có thể cũng có thể sử gõ được cái đồng hồ của nó. Đó, các bạn thấy gõ đồng hồ của nó luôn thì nó sẽ ra cái hiển thị là cái đồng màn hình zin các bạn nha. Nhanh tay truy cập website là Alophone để đặt mua cái sản phẩm với giá rẻ nhất. Máy này thì bên mình đang bán giá rẻ nhất là hơn 2 triệu một chút xíu thôi. Truy cập website là alophone.vn giùm mình, nhớ like và chia sẻ trang YouTube của mình để có nhiều video đến hơn các bạn mỗi ngày nhé. Cảm ơn các bạn.